À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. Đây là cây đa phúc nè, ghép được 3 năm cốt mà món chim cái luôn à, quá trời bự cốt à, cắt ngắn lại à, mấy cây đấy nơm nơm á, bè rễ lại hết á, chín hoa để là nó chết rễ hết à, nó khô rễ. Nói chung là chúng ta bè lên chừng tất cả các cái bè lên á. Lúc trước thấy đế nơm ham quá, trồng nói chung là nó khô rễ hết à. Đây là cây giảo thiết mai nè, cái củ đặt cái củ luôn, ghép ra bông nè, quá trời bông luôn á, có mấy cái nụ thôi mà lên bông nè, chùm vậy, cục luôn á, đã lắm. Anh em xem giảo thiết mai chỉ có hai cái nụ thôi, mở lên cả chục cái bông á, chùm bông bự màu đậm. Cây này khoảng 30 hoành đó, được cái củ, chơi cái củ á, tán ngang đóng vô 6 bò ghép à. Chơi cái củ quanh năm à, đã lắm. Chỗ cục luôn à, gì vậy luôn à. Bông màu đậm đổ đã lắm à. Mấy cái cây mà người ta trồng nè, để nó nơm nơm á, bè lại hết á, chúng ta nó khô rễ hoặc là cục đất này, chai cứng mà sao nào khi nào chơi tháo ra, chung bị hư nhiều lắm rồi. Ham để nơm rễ nơm á, nó khô rễ trơn à. Qua mới trồng cặp này đẹp thiết mai nè, thả chưa, bông nó thơm lắm, màu vàng đậm. Chơi cục đế này cái lên cái lùm á, gì chơi được rồi, chắc trồng ổn định là anh ta chơi hoài. Con cục đế này nè, lên trên quấn cái lùm trên đây, có chơi hoài á. Đánh cái lùm lên con cục đế nè, lên cái lùm lên trên nè. Mấy này cũng vậy á, nói chung đơn giản mà thấy chơi nó đẹp á. Cục đế nè, này cũng cục đế nè, không cần lấy cao á. Con cục đế nhỏ nhỏ gọn gọn nè, như này cũng vậy, cục đế ghép vô có chơi như vậy á, làm gọn gọn đây này. Thì cây bài ra không nói, chứ cây ma mà kiếm được cây bài này thì cũng có mà nó hiếm lắm. Và tiếp cây mấy có gây có gốc đế đâu, ta ghép vô tán ngang ghép. Kiếm cây có gốc đế như cây đó, anh thấy không? Con cục đế tán ngang đầu ghép vô cũng chơi được rồi, nó gọn nhẹ, di chuyển cũng dễ, bưng bê cũng dễ, mà để chân nó cũng dễ nữa. Thích giống gì ghép giống đó vô. Này giới thiệu em lô Phú Tân này, lô Phú Tân ngàn cây. Cây lấy được khoảng chừng chục bo trở lên á, Phú Tân à, chung cây nào cũng vậy, giá bán lẻ 80.000 cây,
anh em mua 3 cây thì bao ship á, còn anh em nằm mà mua số lượng nhiều để mà trồng á, đó thì giá rất là rẻ, vài chục ngàn à. Mua 50 cây 100 cây giá rẻ hơn. Còn này tại vì chi phí vận chuyển nó cao, cây này 80 ngàn, chứ tiền ship với tiền vận chuyển khoảng 50 ngàn rồi. 3 cây thì bao ship, còn 1 cây thêm 30 ngàn tiền ship nữa. Cây người ta lấy chừng 4-5 bo ta ghép, cái này cắt được khoảng chục bo lên, lấy 4-5 bo ghép vô cây có chơi rồi. Giống như cái cây của Thiết Mai đó, đóng vô cái đầu đó, đóng vô cái máy đầu rồi nè. Phú Tân á, Phú Tân thì chơi bền hoài, bông không có bự mà được cái bông có duyên. Đây là cái hàng chậu á, chậu này thì 200 ngàn cây. Nói chung chậu này là, đây là hàng này là hàng 2 năm á, 2 năm mới bấm đô mà. Nói chung lấy bo thì lấy chừng chục bo thôi, còn ta muốn lấy thêm nữa thì ta nuôi thêm nữa, nuôi chừng tháng là lấy được, tháng 2 tháng là lấy được rất là nhiều á. Cái này thì gốc cỡ ngón tay rồi. À, này vừa làm giống mà vừa chơi luôn. Hạt Phú Tân làm chậu Phú Tân à. Nè, là mời anh em xem cái thằng Phú Tân mà những cái hàng cây nhỏ hơn cây này nữa, được trồng xuống đất khoảng 2 năm. À, 2 năm có sữa tay cành đâu. À, Phú Tân thì lên bấm chặn nó lên nụ cũng đặt hết trơn á. À, nụ nè, nuôi mập thì bông đã lắm. À, anh em xem những cái cây mà trồng đất á, có đất á, chúng ta trồng xuống đất á, 2-3 năm sau cái anh ta bứng lên, ta vô chậu á. À, còn anh em mà có phôi sẵn, ta ghép vô mấy cái cây phôi như thế này, anh ta chơi á. À, quá đẹp. Quá đã, một cục luôn. Mặt này giống Thiết Mai á, anh em nào có là mua cây á, có muốn ghép trải nghiệm chơi thì tới đây mình cho đó. Đây mình cắt mấy cái bo đầu đọt của mấy cây tứ quý này ghép nè, không ngại anh em cũng xin rất là nhiều á. Cắt mấy cây này nè, cây tứ quý này, này là Thiết Mai bông mà sáng trổ bông, bông bự màu đậm đó. Cắt mấy cái đầu đọt nè, đọt mà cắt vô phân vô hết chứ mà còn nhiều lắm. Cắt mấy cái đầu đọt này nè đó, anh em về ghép trải nghiệm chơi, giống mạnh lắm. Thiết Mai anh em xem cây Phú Tân mà được trồng dưới đất á, 2 năm, giờ người ta bứng lên chậu à. Đất thì lẹ lớn hơn chậu gấp mấy lần á. Nè, đây là lô Phú Tân trồng đất được 2 năm. Lúc mà trồng là cây nhỏ xíu xíu nè, ghép mới có 2-3 tháng đem xuống trồng luôn á, sửa từ nhỏ. Cái cốt nè, con chân cái là củ nở. Thùng này là C này, C15. Cao khoảng 6 tấc. Nó úp ở cái thùng lại trồng á. Phú Tân, trong Thủ Đức ta trồng nhiều chứ Phú Tân này ít á. Phú Tân mà kiếm cây 3 mùa 4 mùa thì ít lắm, nói chung là cỡ từ năm thứ 3 trở đi là người ta bán hết rồi, năm thứ 4 ít lắm á. Ví dụ cái thùng C15 này, 2 năm. Này người ta lựa này một số cây 2 năm, số cây người ta bứng vô bầu. Vô này thùng là C12,
2 năm mà trồng bằng tên chậu là 3 4 năm luôn. Sửa từ nhỏ. Lắc lượng từ nhỏ. Tay cành nó mập lắm, à này dưới đất. Đất vững lên là vũ hết đất rồi trồng lại. Chắc trồng mà sơ dừa trấu dưới đất. Cái này là lâu này cũng năm mấy rồi. Năm mấy 2 năm trên chậu nè. Còn 2 năm trên chậu, 2 năm ở dưới đất, bự hơn rất là nhiều. Lúc trồng nói chung là nó nhỏ hơn cái này nhiều. Ghép này là ghép được 6 7 tháng rồi, lúc trồng là mới có dựng cái ngọn là trồng nhỏ hơn cái này nữa. Này, để rồng ráng lúc trồng cỡ này. Lúc trồng cái lô ngoài đất là cỡ này nè, nhỏ nhỏ vậy nè đó, sữa ăn nước đem xuống trồng luôn á. 2 năm bực cây bự cơ. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa nè, cây Phú Tân 12 giờ trưa vẫn còn rất là thơm, mấy ông vú nó lại nè, thơm dữ lắm, thơm chùm 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 luôn nè, ông vú lại. Bu cây này dữ lắm á, 12 giờ trưa á. Ông vú quá trời, chùm 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 luôn á. Nở cục 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 vậy. Rất là thơm á. Quá nè. Thơm lừng lừng luôn. Mày Phú Tân ghép 10 năm mà. Quá đã. Chùm 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 chùm. Khủng khiếp bông hả chứ. Lên chân nè. Quá đẹp. Xin chào tất cả mọi người. Đây là sáng 27 Tết nè, cây Phú Tân trổ bông nè. Quá trí luôn. Phú Tân cái gốc tứ quý, bông nó nhỏ thôi. Nó cỡ 2 ngón tay, 3 ngón tay. Bông nhỏ chứ không bự. Bông nó đẹp lắm, nó có duyên. Nở đồng đều. Bông này cỡ chừng 4 phân, 5 phân à, chứ không bự.
Nó trổ rồi, rần rần luôn á, quá trời vậy. Này gốc ghép gốc tứ quý, ghép 10 năm. Cái cốt ghép quá trời bự luôn á. À, dạ anh em à, kiếm cái gốc tứ quý ta ghép á. Chơi rất là bền. Chùm 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 Phú Tân quá dữ. Thơm, thơm lừng lừng luôn. Như bông giá nha. Đổ chùm 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 luôn. Lúc lặt lá ra có mấy cái nụ à. Thấy sơ rỉnh thơ rãng á. À, chừng lên chân xanh ra đặt cây hết trơn. Hoa nó rụng cánh rồi. Rụng vàng hết trơn. Phú Tân quá đẹp. Lên chân xanh lè luôn á. Cây Phú Tân hoa rất là đẹp á. Màu đậm, cánh xoáy đẹp á. Màu đậm. Cái Phú Tân trổ hoa. Rất là đẹp á. Đây là cây Phú Tân trổ bông á. Rất là thơm á. Phú Tân ghép gốc tứ quý nè. Hoa tròn xoe luôn á. Đủ lực nè, bấm chặn nở rất là nhiều cánh. Hoa to Phú Tân. Phong hoa nhìn vừa vặn á. To tròn
nhiều cánh. Phú Tân à? Gốc tứ quý à? Phú Tân. Phú Tân thơm lừng lừng luôn. Quá đẹp á. Xa cũng đẹp mà gần cũng đẹp á. Thơm như Tết vậy.